tiên, thầy xin chúc các em và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, và bên cạnh đó chúng ta chú ý luôn tuân thủ các biện pháp chống dịch để chúng ta nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường các em nhé. Thì như các em cũng đã biết, theo như tình hình dịch bệnh hiện tại, chúng ta chưa thể đến trường. Vậy vì vậy thầy cô phòng giáo dục và đào tạo thành phố, tổ bộ môn giáo dục thể chất đã thiết kế các cái bài tập, các cái nội dung đưa lên để các em tập luyện nâng cao sức khỏe cũng như là sức đề kháng để chúng ta nhanh chóng vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn này. Trước khi vào các bài tập thì việc chúng ta khởi đầu để làm nóng cơ thể rất là quan trọng. Cho nên bây giờ các bạn sẽ cùng khởi đầu với thầy nhé. Mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Nhịp 1, cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác xoay cổ tay cổ chân. Hai tay đang vào nhau, nhấc bắp chân lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác xoay đầu gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Động tác căng cơ toàn thân. Hai tay đan vào nhau đưa lên cao. Sau đó chúng ta sẽ nhấc gót chân lên, người vươn lên trên cao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Bây giờ chúng ta cùng đi vào phần bài tập nhé. Tiếp theo, thầy sẽ giới thiệu cho các lớp động tác đầu tiên của bài thể dục phát triển chung, động tác vươn thở. Trước tiên thầy sẽ làm mẫu để các em nhìn trước nhé. Rồi thầy sẽ làm mẫu ở hai hướng, các em cùng theo dõi nhé. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hướng nghiêng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thầy sẽ phân tích động tác vươn thở. Trong quá trình thầy phân tích động tác, thầy sẽ sử dụng phương pháp soi gương, nên thầy sẽ thực hiện chân phải trước để cùng chiều chân
và tay của các em cùng lưu ý nhé. Động tác vươn thở chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Nhịp 1, bước chân trái về trước một bước, trọng tâm dồn vào chân trái, chân phải kiểm gót, đồng thời người đứng thẳng, hai tay đưa lên cao, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo tay, kết hợp hít vào. Nhịp 2, hai tay từ trên cao đưa về trước và xuống dưới, đặt chéo trước bụng, tay phải đặt phía trước tay trái, đầu hơi gập xuống và thở ra. Nhịp 3, chúng ta sẽ đưa tay lên cao giống như nhịp 1, mắt nhìn theo tay và hít vào. Nhịp 4, thu tay và chân trái trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, chúng ta duỗi chân, bước chân phải về trước, trọng tâm dồn vào chân phải, chân trái kiểm gót, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, hít vào. Nhịp 6, hai tay đưa về trước, xuống dưới, đặt chéo trước bụng, đầu hơi gập và thở ra. Nhịp 7, hai tay đưa lên cao, mắt nhìn theo tay, hít vào. Nhịp 8, thu tay và chân trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thực hiện giống như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn nhìn thấy thực hiện nhé. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi thầy vừa phân tích xong động tác vươn thở của bài kỹ thuật phát triển chung. Bây giờ các bạn sẽ cùng tập luyện nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ học động tác thứ hai, động tác tay. Động tác tay chúng ta sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp. Bây giờ thầy sẽ làm mẫu trước động tác tay cho các bạn cùng xem nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Ôi. Thầy thực hiện theo hướng nghiêng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Hồi. Bây giờ thầy sẽ phân tích động tác tay để chúng ta cùng nắm nhé. Trong quá trình phân tích thầy sẽ sử dụng phương pháp soi gương, nên thầy sẽ thực hiện bằng chân phải trước để khi trong quá trình thực hiện các bạn sẽ thực hiện theo đúng chân với thầy. Nhịp 1, bước chân trái sang trái một bước rồi ngang vai, đồng thời hai tay đưa ra ngang, lòng bàn tay úp, duỗi ngực, mắt nhìn thẳng về trước. Nhịp 2, hai tay từ ngang ta đưa lên cao và vỗ tay phía trên đầu. Nhịp 3, hai tay từ trên cao chúng ta đưa thẳng về trước ngực, cẳng tay gập, lòng bàn tay úp, các ngón tay trùng vào nhau. Nhịp 4, thu tay và chân trái trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, bước chân phải sang phải một bước, đồng ngang vai, lòng bàn tay úp. Nhịp 6, hai tay đưa lên cao, cổ tay phía trên đầu. Nhịp 7, hai tay từ trên cao chúng ta đưa và gập cánh tay đặt trước ngực, bàn tay trước ngực, lòng bàn tay úp. Nhịp 8, thu tay và chân trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tương tự giống như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ thầy sẽ thực hiện cho các bạn xem.
2 2 3 4 5 6 7 Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho cả lớp động tác thứ hai của bài thực tập chung, đó là động tác tay. Bây giờ chúng ta cùng thay và thực hiện nhé. Chúc các bạn thành công. Sau khi tập luyện, các con nhớ thực hiện các động tác căng cơ và thả lỏng nhé các con. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các con và các con cũng sẽ tập luyện với thầy các động tác căng cơ và thả lỏng nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ toàn thân, hai tay đan vào nhau, sau đó đưa lên cao, nhấc gót chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Thả lỏng, hít thở sâu. Thả lỏng chân. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài học của mình rồi. Chúc các con nhiều sức khỏe để chúng ta cùng vượt qua đại dịch nhé. Tạm biệt các con.